Chiều ngày 7 tháng 10, chủ kênh YouTube Hưng Vlog bị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang phạt 10 triệu đồng và yêu cầu gỡ bỏ video lấy cắp tiền từ heo đất. Sau bê bối bị phạt 7,5 triệu đồng vì video chốt em gái, em trai, ăn nồi cháo gà nguyên lồng và cái kết, chủ kênh YouTube Hưng Vlog tiếp tục bị xử phạt vì vi phạm mới. Chiều ngày 7 tháng 10, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang cho biết, thanh tra sở đã làm việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính của Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1992, là chủ kênh YouTube Hưng Vlog, trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, vì hành vi đăng tải video vi phạm pháp luật trên mạng xã hội. Đó là video chôn lấy cắp tiền, đập bể heo đất của em gái, em trai đi ăn chơi và cái kết. Vào ngày 3 tháng 10, nội dung mô tả cách đập heo đất để lấy số tiền khá lớn. Tại buổi làm việc, Hưng Vlog thừa nhận hành vi trên là do thiếu hiểu biết, chỉ nghĩ rằng đăng tải video này với mục đích trêu đùa em trai em gái trong gia đình. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang nhận định đây là hành vi tái phạm của Hưng Vlog sau khi đã bị nhắc nhở và xử phạt hồi tháng 9, do đó cần xử lý nghiêm. Thanh tra lập biên bản xử phạt Hưng Vlog 10 triệu đồng căn cứ vào điểm B khoản 1, điều 101, nghị định 15 năm 2020 NDCP của Chính phủ. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Trong chiều ngày 7 tháng 10, thanh tra sở cũng nhắc nhở Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1994, chủ kênh YouTube Hậu Trôn và là em trai của Hưng Vlog, về video trộm gà nhà em hàng xóm, nướng siêu cay mời em hàng xóm mời tim. Vào tháng 8 năm nay, và video cũng đã được Hậu Trôn